Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 19 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Chiếm bãi tư chính, Trung Quốc lên giọng, trừng trị Bắc Kinh, Hoa Kỳ tiến tới. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều những vụ việc xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đó là việc chiếc tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu Hổ Tống đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trong gần 3 tháng qua. Và ngày hôm qua, chính thức chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng và họ nói rằng sau khi Trung Quốc đã tuyên bố bãi tư chính là thuộc chủ quyền của họ, thì lập tức là phía Mỹ đã có phản ứng rất cứng rắn. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy tham khảo ngay trên trang truyền thông của những hãng truyền thông quốc tế như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, Đài RFIFA hoặc Thời báo DE và một số trang truyền thông khác mà trong nước chưa đăng tải. Vâng, đây là hình ảnh Bắc Kinh ngày 18 tháng 9 năm 2019 tố cáo Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích của Trung Quốc khi tiến hành khai thác dầu khí đơn phương trong khu vực bãi tư chính kể từ tháng 5 năm nay. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh Trung Quốc có chủ quyền tại Trường Sa và chủ quyền tài phán tại khu vực bãi tư chính kể từ đó và rằng điều này có cơ sở vững chắc về lịch sử và pháp lý. Đây là cái điều mà rất đặc biệt và đối với Việt Nam thì từ trước đến nay chưa từng xảy ra, đó là việc Trung Quốc đã chính thức công bố bãi tư chính là chủ quyền của họ và lập tức những cái thông tin đó đã lan tỏa khắp thế giới và cho đến ngày hôm nay tại Việt Nam vẫn chưa có bất cứ báo chí hoặc là hãng truyền thông hoặc là bất cứ quan chức cấp cao nào của Đảng và Nhà nước Việt Nam có phản ứng về cái việc này. Thì đấy là điều rất tai hại về Việt Nam khi đấu tranh với Trung Quốc trên chủ quyền, giành chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Thì nếu chúng ta đưa ra được những cái phát ngôn đúng đắn và kịp thời thì quốc tế mới có thể ủng hộ Việt Nam và tiếp tục có những cái biện pháp phù hợp với Trung Quốc trong thời gian tới. Và đây là hình ảnh là trong buổi điều trần sáng ngày hôm nay, ngày 19 tháng 9, thì ngay lập tức Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông tin đưa ra phản ánh mạnh mẽ về việc Trung Quốc đang tìm cách thôn tính chủ quyền các nước ở vùng Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Và các bạn có thể thấy ngay trên trang của báo Việt Nam Plus, tức là Thông tấn xã Việt Nam cũng đã đăng tải và trên thế giới thì đăng tải rất nhiều và chi tiết hơn. Thì ghi rất rõ là Thượng viện Mỹ lên án hành động gây hấn của Bắc Kinh ở Biển Đông. Rạng sáng ngày 19 tháng 9, theo giờ Hà Nội, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã tổ chức phiên điều trần về chính sách của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dưới sự chủ trì của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa James Rees và Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Bob Menes. Người điều trần là trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Nam Á-Thái Bình Dương David Stever. Và đây là hình ảnh các bạn thấy trên một số trang mà chúng tôi cũng sẽ chia sẻ ngay lập tức sau khi bản tin này được phát ra để các bạn có thể tự tra cứu và đọc những thông tin chi tiết hơn trên báo chí trong quốc tế và đặc biệt là những hình ảnh mà chúng tôi xin chia sẻ thêm sau đây. Đây là hình ảnh mà Thượng nghị sĩ James Rees, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã dự cái phiên điều trần của ngày sáng ngày hôm nay và đã có rất nhiều những công bố, những tuyên bố rất cụ thể và chi tiết về việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tuy nhiên, ở trong nước thì chưa có những cái phản ứng đối với việc này một cách cụ thể và chi tiết. Và tại phiên điều trần thì Thượng nghị sĩ Mỹ James Rees, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cho rằng Mỹ phải có hành động đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc có các hành động gây hấn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và trong khi đó, Thượng nghị sĩ Mỹ Mendez, thành viên cấp cao của Ủy ban trên, nhấn mạnh rằng cần phải kiểm soát các hành động của Trung Quốc gây phức tạp tình hình Biển Đông cũng như việc Trung Quốc tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ mục đích quân sự. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy là Thượng nghị sĩ Mendez ngày hôm nay cũng đã xuất hiện trong phiên điều trần và đã lên án Trung Quốc rất mạnh mẽ về việc họ xâm phạm chủ quyền vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và gây mất ổn định và ngăn cản cái việc tự do hàng hải và tự do hàng không ở vùng biển này. Và lập tức trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Stever, người đại diện cho Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm nay trong cái buổi điều trần, cho biết kể từ đầu tháng 7 đến nay, tàu Trung Quốc đã tiến hành khảo sát gần bãi tư chính của Việt Nam với các tàu hộ tống có trang bị vũ khí nhằm đe dọa và cản trở Việt Nam cũng như các nước ASEAN khai thác dầu khí tại Biển Đông. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy của ông. Đấy là trợ lý Ngoại trưởng Stever, ông vốn là tướng không quân, nói thạo tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là rất đặc biệt. Và ông nói, với những hành động phi pháp lặp đi lặp lại nhiều lần và quân sự hóa thực hiện thực thể tranh chấp, Bắc Kinh đã và đang tiếp tục có những hành động ngăn cản các nước ASEAN tiếp cận nguồn năng lượng tái tạo trị giá 2.500 tỷ USD. Trả lời câu hỏi của Thượng nghị sĩ Maris Bonet
về việc liệu Mỹ có chiếm được chiến lược hay chính sách cụ thể để ngăn chặn Trung Quốc áp đặt cường quyền đối với trật tự thế giới và các nước. Trợ lý Ngoại trưởng Steve cho rằng thương mại quốc tế phụ thuộc nhiều vào sự tự do hàng hải và hàng không. Theo ông, rõ ràng là Trung Quốc đang tìm cách áp đặt sức mạnh trên biển đối với việc ngăn cản tự do hàng hải, hàng không tại khu vực Biển Đông và chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tự do và cởi mở là giải pháp cho vấn đề này. Đây là đề xuất và cái ông trợ lý ngoại trưởng ngoại giao Steve đã phát biểu sáng nay ngày 19 tháng 9 tại Nghị viện Mỹ. Và cũng trong buổi điều trần quan trọng này, ông trợ lý bộ trưởng Mỹ cho biết phía Mỹ đã công khai bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc đối với các hoạt động thăm dò dầu khí tại khu vực Biển Đông. Những hành động này đe dọa hòa bình, ổn định của khu vực và làm gia tăng sự hoài nghi về cam kết của Trung Quốc giải quyết hòa bình và các tranh chấp trên. Trước đó, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã lên án trực tiếp Trung Quốc đã bắt nạt Việt Nam ở Biển Đông. Và đây là hình ảnh các bạn có thể tham khảo ở ngay trên trang của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng như một số trang truyền thông quốc tế đã đăng tải rằng Bộ Quốc phòng Mỹ phản đối Trung Quốc uy hiếp hoạt động dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ hết sức quan ngại trước các nỗ lực tiếp diễn của Trung Quốc vi phạm trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trên khắp khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ phát hành vào ngày 26 tháng 6 đã nêu rõ như vậy. Thông cáo nói gần đây Trung Quốc tái tục sự can thiệp mang tính uy hiếp nhắm vào các hoạt động dầu khí lâu nay của Việt Nam ở Biển Đông, trực tiếp đi ngược lại cam kết của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại đối thoại Shangri-La rằng Trung Quốc sẽ theo đuổi con đường phát triển ôn hòa. Thì điều này rất nghiêm trọng bởi vì các bạn cũng đã biết trong thời gian vừa qua thì Trung Quốc luôn nói rằng họ thực hiện 4 tốt và 16 chữ vàng đối với Việt Nam, nhưng cho đến ngày hôm nay thì Trung Quốc đã chính thức công bố là vùng bãi tư chính là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam lại trở thành chủ quyền của Trung Quốc và yêu cầu Việt Nam đưa tất cả các tàu cũng như là giàn khoan nằm trong khu vực đó ra, phải rời ngay khỏi khu vực này, nếu không thì có thể sẽ đối diện với nhiều những cái áp đặt về quân sự của Trung Quốc. Và chính phủ của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hôm qua ngày 18 tháng 9 cũng công bố chính sách đối ngoại mới, trong đó nêu rõ chống quân sự hóa ở Biển Đông. Và các bạn có thể thấy hình ảnh của ông Thủ tướng Malaysia ở đây. Và ông nói rằng là từ tháng 5 vừa qua, Malaysia đã phải đối đầu với những đe dọa từ Trung Quốc khi Bắc Kinh cho tàu hải cảnh vào vùng nước gần bãi Lokoni của Malaysia để quấy nhiễu các hoạt động khai thác dầu khí tại đây. Và những cái bài báo này các bạn có thể xem ở trên những trang như Đài Tiếng Nói RFA của Mỹ và một số trang truyền thông quốc tế khác để biết được thông tin chi tiết về việc Malaysia cũng đã phản ứng rất cụ thể trước việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và vùng đặc quyền kinh tế của họ. Trước đó thì Anh, Pháp và Đức, đồng minh của Mỹ, gần đây cũng đã thể hiện quan điểm cứng rắn hơn với Trung Quốc khi cùng ra tuyên bố chung về tình hình Biển Đông. Và các bạn có thể thấy ngay đây là cái tuyên bố chung của Anh, Pháp, Đức về việc Biển Đông. Anh, Pháp, Đức hôm thứ năm ngày 29 tháng 8 nói họ quan ngại về căng thẳng ở Biển Đông qua một tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ đi áp sát các vùng đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Tình hình ở vùng biển có thể dẫn đến sự bất an và bất ổn trong khu vực. Ba nước kể trên nói trong một tuyên bố chung do Bộ Ngoại giao Anh công bố trong thời gian vừa qua. Và những thông tin như thế này các bạn cũng có thể xem ở trên trang của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và một số trang quốc tế khác. Và một số trang trong nước cũng đã đăng tải, tuy nhiên có thể không đầy đủ như Bộ Ngoại giao Anh đã đưa ra. Và ngày hôm 18 tháng 9, giáo sư Ryan Matheson thuộc Trường Đại học Hải quân Hoa Kỳ cũng đã đưa ra quan điểm thúc giục chính phủ Hoa Kỳ nên có nhiều biện pháp hơn nữa trước sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Và các bạn có thể nghe xem trên trang Twitter của ông giáo sư Matheson ở Trường Hải quân Mỹ. Ông nói trên trang rằng ông là người theo dõi ngay từ đầu cái vụ Trung Quốc cho tàu khảo sát Hải Dương 8, Địa chất 8 vào và đội tàu bán quân sự hộ tống vào hoành hành vùng gần bãi tư chính hoặc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và cho rằng chính quyền Mỹ có thể nên chọn trong phe này vì không chọn phe này vì không phải là vấn đề chủ quyền các đảo mà là quyền của Việt Nam trong các vùng đặc quyền kinh tế của mình. Phán quyết của tòa án, tức là tòa trọng tài thường trực La Haye năm 2016 đã giải thích rõ điều đó. Theo giáo sư Matheson, điều mà chính quyền Mỹ trước mắt có thể tiến hành là lên án Bắc Kinh vì đã sử dụng sự ép buộc để duy trì một chính sách bất hợp pháp.
Điều thứ hai, cấm các tàu của cơ quan khảo sát địa chất Trung Quốc tiếp cận các cảng của Hoa Kỳ và tiến hành nghiên cứu trong các vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ. Điều thứ ba là chia sẻ thông tin về những gì đang diễn ra ở khu vực đó. Và đây là các bạn có thể xem trên trang này, và đây là rất rõ đường link của trang tweet của ông, và để các bạn có thể trực tiếp theo dõi những diễn biến sát sao nhất thì hãy xem trang của ông giáo sư Mathison để biết thêm tình hình. Bởi vì ở trong nước các bạn cũng đã biết báo chí Đức Việt Nam không hề đăng những cái thông tin như thế này, hoặc có đăng đã bị cắt xén rất nhiều và người dân không thể biết được sự thật. Và hiện nay thì tàu thăm dò Hải Dương 8 và đội tàu hộ tống Trung Quốc đã hoạt động gần 3 tháng trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Mọi cố gắng của Đảng và của chính phủ Việt Nam đã không đem lại kết quả và bất lực trước người đồng chí của Trung Quốc. Và Việt Nam cần phải lên án Trung Quốc mạnh mẽ và kêu gọi quốc tế giúp đỡ lúc này là cần thiết, cũng như hoàn thiện hồ sơ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, tòa trọng tài quốc tế như Philippines đã làm và giành thắng lợi vào năm 2016. Thì đây là cái điều chính phủ Việt Nam và Đảng nên làm. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, thứ năm, ngày 19 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và cho chúng tôi biết những thông tin để các bạn quan tâm, và chúng tôi sẽ cung cấp và cập nhật cho các bạn trong thời gian sớm nhất và trung thực nhất. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.